Thanh Hoa xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Văn hóa của DKN TV. Thưa các bạn, chủ đề của chúng ta hôm nay là chuyển hóa năng lượng tiêu cực, xương giá cũng có thể thêu gấm thêu hoa. Nếu bạn muốn trở nên mạnh mẽ, xương giá cũng có thể thêu gấm thêu hoa, chấp nhận năng lượng tiêu cực, đó mới là năng lượng tích cực thật sự. Có những người thích cười không phải vì mọi chuyện đều được như ý muốn, mà là tình yêu của họ đối với cuộc sống này. Chấp nhận năng lượng tiêu cực mới là năng lượng tích cực thật sự. Đạo trời sáng tỏ, nhân quả tuần hoàn, năng lượng cũng tuần hoàn như vậy. Năng lượng tiêu cực, bản thân nó không thể tự tiêu đi. Cách duy nhất là hãy để năng lượng tích cực ngự trị nơi sâu thẳm của tâm hồn. Tiền đề của việc tiếp nhận năng lượng tiêu cực là bạn phải học cách chấp nhận sự thật, sau đó hãy xem nhẹ và dần buông bỏ nó. Cảm xúc tích tụ trong tâm trí chúng ta chính là một chủng lực cản, ngăn trở dòng năng lượng vũ trụ câu thông với chúng ta. Khi cảm xúc tiêu cực xuất hiện, bạn cần hướng sự chú ý trở lại bản thân và nhận thức về nó. Nó sẽ vì sự quan sát và chiêm nghiệm từ bi của bạn mà dần tan biến đi. Tu tâm thực sự không phải là trốn tránh, mà là vui vẻ đối diện với nó, đối diện tất cả những điều tốt và xấu mà bạn đang trải qua ngay chính lúc này. Hãy ôm chầm lấy mình, bởi bạn xứng đáng nhận được điều đó. Bạn xứng đáng nhận được mọi điều tốt đẹp, và tất nhiên bạn cũng có quyền trút bỏ những cảm xúc và năng lượng tiêu cực đó đi. Như câu nói, thanh lý rác rưởi trong tâm thì cuộc sống mới bình thản ung dung. Cuộc sống là phải sống cho hiện tại, trong từng khoảnh khắc, dù ở độ tuổi nào cũng đừng bao giờ từ bỏ sự cố gắng và hãy khiến bản thân mình trở nên hoàn thiện hơn, tốt đẹp hơn. Vậy năng lượng tích cực là gì? Những khi bạn tức giận, bạn có thể thông qua bất mãn trước mắt mà biết được hy vọng thật sự của mình. Những khi bạn chán nản, bạn có thể thông qua thất bại trước mắt mà thấy được sự vươn lên ở bước tiếp theo. Những khi bạn cảm thấy bản thân mình không được hoàn hảo, bạn biết rằng mình đang trên con đường hướng đến sự hoàn hảo hơn. Hãy đón nhận những mảng tối đó, sau đó tìm ra khoảng sáng của riêng bạn. Không đối chọi với bản thân chính là một loại năng lượng tích cực. Chúng ta chỉ khi học biết được cách thật sự hòa giải với năng lượng tiêu cực của mình, khi đó năng lượng tích cực tự nhiên sẽ đến. Và năng lượng tiêu cực là gì nhỉ? Thông thường, những cảm giác không tốt đều được liệt vào nhóm năng lượng tiêu cực, chẳng hạn như trầm cảm, buồn bã, lo lắng, cáu kỉnh, tức giận, đố kỵ, hoài nghi, sợ hãi, tự ti, kiêu ngạo, hối hận và nhiều loại khác. Nếu liệt kê từng cái một như vậy, có vẻ như các chủng loại năng lượng tiêu cực này nhiều gấp mấy lần so với năng lượng tích cực. Trong bộ phim hoạt hình Inside Out, những mảnh ghép cảm xúc bên trong não bộ của cô bé Riley Anderson có 5 cảm xúc là vui vẻ, giận dữ, chán ghét, sợ hãi và buồn bã. Ngoài vui vẻ ra, 4 cảm xúc còn lại đều là năng lượng tiêu cực. Đây giống như một phép ẩn dụ, nói về thống khổ trong đời người thường luôn nhiều hơn vui vẻ. Nhưng về sau, 4 chủng năng lượng tiêu cực đã cho thấy giá trị không thể thiếu của chúng. Tất cả đều giúp cô bé Riley trưởng thành một cách khỏe mạnh, nhất là buồn bã. Kỳ thực, năng lượng tiêu cực cũng có ý nghĩa của nó. Mọi chuyện mà chúng ta gặp phải, chúng ta đều có thể chuyển đổi tiêu chuẩn và niềm tin của mình theo cách nào đó, khiến năng lượng tiêu cực chuyển hóa thành năng lượng tích cực. Năng lượng tiêu cực và năng lượng tích cực, thật ra nó hoàn toàn chỉ ở trong một niệm đầu. Thiên đường và địa ngục cũng như vậy. Ta trước giờ chưa bao giờ đau khổ hay không chỉ ở một niệm đầu. Khi hoàn cảnh bên ngoài không đúng theo ý muốn của chúng ta, tự nhiên chúng ta sẽ có một loại cảm giác không muốn chấp nhận nó và sinh ra những cảm xúc cùng những hành vi tiêu cực như phán xét, đối đầu và thờ ơ, và thế là năng lượng tiêu cực được tạo ra. Những năng lượng tiêu cực được sản sinh này mang đến những kết quả không tốt như tiêu cực, phá hoại và tổn thương. Ngược lại, khi hoàn cảnh bên ngoài đúng như ý muốn của chúng ta, thì chúng ta sẽ có cảm giác đón nhận, từ đó tạo ra những cảm xúc và hành vi tích cực như vui vẻ, sẵn sàng và nhiệt tình. Từ đó năng lượng tích cực được sản sinh. Những năng lượng tích cực này mang đến kết quả tốt đẹp như tích cực,
xây dựng và bình hòa. Năng lượng tích cực và tiêu cực, từ bề mặt mà nhìn là dường như được sinh ra bởi hoàn cảnh và sự việc bên ngoài không phù hợp với tiêu chuẩn của chúng ta. Ví như một lời nói, một hành động, một sự việc phát sinh từ bên ngoài đều tạo thành năng lượng tiêu cực hoặc tích cực trong tâm trí chúng ta. Tuy nhiên, sự thật là diện mạo của thế giới bên ngoài đã phát sinh rồi và chúng ta không cách nào thay đổi nó được. Mọi chuyện đều xảy ra hợp lý cả. Chấp nhận hay không chỉ là lối nghĩ và sự phán xét trong tâm. Liệu nó có phù hợp với tiêu chuẩn trong ý thức của mình hay không? Từ đó nhận định rằng tốt hoặc là không tốt. Chúng ta hoàn toàn có thể chuyển biến hoặc thậm chí làm tan biến các tiêu chuẩn hoặc niềm tin trong tâm mình và chuyển hóa chúng thành năng lượng tích cực. Câu chuyện thứ nhất. Trời tạnh sau một cơn mưa rầm rề, cơn mưa đã làm bờ tường bị ướt nhẹp. Một chú nhện cố gắng leo lên với cái tổ của nó, nhưng nó leo lên rồi lại bị tụt xuống vì tường quá trơn. Dù vậy, nó vẫn kiên trì leo lên bởi cái tổ đã bị phá hủy sau cơn mưa. Người thứ nhất nhìn thấy con nhện liền thở dài một cái rồi nói, cuộc sống của mình há chẳng giống con nhện này sao, cứ bận tới bận lui rốt cuộc chẳng ích gì. Rồi người đó ngày một trì trệ, mất phương hướng. Người thứ hai nhìn thấy và nói, con nhện này thật ngốc quá đi, sao không chọn nơi khô ráo mà leo lên, sau này mình chắc chắn sẽ không thể ngốc như nó được. Và người đó sau này trở nên rất thông minh và nhanh nhẹn. Còn người thứ ba thì sao? Người thứ ba cảm động với hình ảnh kiên trì của con nhện liền thốt lên. Chú nhện này thật kiên trì. 5-6 lần bị rơi xuống nhưng vẫn kiên trì leo lên. Mình mới chỉ có một lần thất bại thôi. Có gì mà phải nản lòng nhỉ? Và từ đó người này trở nên kiên cường hơn và đã thành công nhờ sự nỗ lực không ngừng của mình. Các chuyên gia nghiên cứu khoa học nhìn nhận rằng con người là sinh mệnh biết tiếp thu các gợi ý từ động vật. Những gợi ý tích cực sẽ có tác động tốt đến trạng thái cảm xúc và tâm sinh lý, kích thích tiềm năng bên trong, phát huy trình độ siêu thường của người ta, tràn trề hy vọng, hăng hái vươn lên. Những người có năng lượng tích cực luôn có thể nhìn ra mặt tích cực và lạc quan của sự việc, mang đến cho mình sức mạnh và niềm hy vọng. Thời gian ở bên những người có năng lượng tích cực càng lâu, bạn sẽ càng trở nên tích cực và lạc quan hơn. Cách nhìn nhận sự việc của mỗi người đều không giống nhau. Có người bi quan, có người lại rất lạc quan. Vì thế cuộc sống là màu xanh ngập tràn hy vọng hay là màu xám chứa đầy u ám đều là do chúng ta tô vẽ nên cả mà thôi. Câu chuyện thứ hai là có một cụ bà có hai con trai. Con trai cả làm nghề nhuộm vải. Con trai út làm nghề bán dù. Suốt ngày bà đều sầu não lo cho hai cậu con trai của mình. Những ngày trời mưa, bà sẽ lo lắng cho con trai cả vì anh không thể phơi khô vải. Còn những ngày trời nắng, bà sẽ lo lắng cho người con trai út vì anh không thể bán được dù. Bà cụ ngày nào cũng mặt mày buồn bã, chẳng có ngày nào vui, khiến bà bệnh tật đầy thân và người gầy như que củi vậy. Một nhà thông thái biết chuyện đã khuyên bà rằng tại sao bà không nghĩ ngược lại nhỉ? Những ngày trời mưa, bà hãy mừng cho con trai út vì đã bán được dù. Những ngày trời nắng, bà hãy mừng cho cậu con trai cả vì anh phơi được vải. Dưới sự chỉ dẫn của nhà thông thái, những ngày sau đó, cụ bà ngày nào cũng lạc quan vui vẻ, cơ thể tự nhiên khỏe khoắn hẳn ra. Những người có năng lượng tích cực sẽ luôn tìm thấy niềm vui trong cuộc sống và tìm thấy bất cứ điều gì khiến mình hạnh phúc, chứ không bị năng lượng tiêu cực bào mòn và cau có chán nản trước những muộn phiền trong cuộc sống. Thưa các bạn, người tràn đầy năng lượng tích cực khi gặp chuyện không thuận lợi chỉ cần coi đó là một tiểu tiết trong sợi dây liên kết cuộc đời. Không có chuyện gì là to tát cả thì tương lai vẫn ngập tràn ánh sáng và hy vọng, cuộc sống tự nhiên sẽ rất có hương vị. Và câu chuyện thứ ba là ông bà ta thường nói, người chia theo nhóm, vật hợp theo loài, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Năm 20 tuổi, Sử Thiết Sinh chỉ có thể ngồi trên xe lăn do hai chân bị liệt và anh cũng từng có lúc tuyệt vọng. Mẹ anh rất lo lắng cho anh, bà tìm đến nhà văn Liễu Thanh, xin ông hãy nói chuyện với con trai của mình. Liễu Thanh nói, cậu có thể viết cái gì đó,
Nhà văn đã động viên chàng thanh niên đang ngồi trên xe lăn như vậy. 2-3 năm sau đó, chỉ cần Liễu Thanh tiên sinh trở lại Bắc Kinh thì đều ghé thăm anh. Đầu tiên mời anh viết kịch bản phim, sau đó là tiểu thuyết. Liễu Thanh tiên sinh đã giới thiệu tác phẩm của anh cho nhiều người, từ đó xuất bản bộ truyện ngắn Giáo sư luật học và người vợ của ông. Sử Thiết Sinh đã dấn thân vào con đường văn học từ đó. Từ năm 1975 đến năm 1978, anh ấy đã trải qua một quá trình ma luyện đầy đau đớn. Không phải ai kinh qua đau khổ cũng đều có thể bung ra năng lượng như vậy. Liễu tiên sinh cho biết, phòng của Sử Thiết Sinh có dán những tờ giấy, trên đó ghi các chữ về phương châm sống như thành thật, lạc quan. Ông hiểu sâu sắc để làm được hai chữ này không phải chuyện dễ dàng. MC Trương Việt cho biết, những ngày tâm trạng không vui, ông sẽ đến nhà Sử Thiết Sinh để ngồi nói chuyện một lúc. Anh là một người trầm tính và ấm áp, có khi anh cũng không nói gì cả. Và có lúc anh ấy sẽ đưa cho bạn một hai cuốn sách giúp bạn tinh thần phấn chấn, lấy lại sinh lực. Cả đời đi so sánh với người khác, đó là cội nguồn bi kịch của đời người. Nhiều khi chúng ta cảm thấy tủi thân vì thứ mình theo đuổi không phải là hạnh phúc, mà là muốn mình phải hạnh phúc hơn người ta. Khi mục tiêu của bạn là 10 điểm, bạn sẽ cảm thấy rất tiếc nuối nếu chỉ được 8 điểm. Nhưng khi bạn sợ bị 0 điểm, nếu bạn được 7 điểm, bạn sẽ cảm thấy vui sướng hơn bao giờ hết. Nếu có tình huống bất ngờ nào đó giúp chúng ta chuyển sự chú ý từ những gì mình không có được sang những gì mình có được, ngay cả khi điều đó có vẻ tiêu cực, cũng không tính là xấu tệ tuyệt đối. Chúng ta thường bởi một việc nào đó không được như ý muốn mà rơi vào cảm xúc tiêu cực, hoàn toàn chối bỏ bản thân. Tuy nhiên, một việc nào đó không như ý hoặc một giai đoạn nào đó không tốt lắm, điều đó không có nghĩa là người đó không tốt hoặc người đó sau này cũng sẽ không tốt lên được. Năng lượng tích cực lớn nhất mà những cảm xúc tiêu cực này mang lại hẳn là giúp chúng ta khám phá ra các vấn đề trong cuộc sống và vươn lên theo chiều hướng tốt đẹp hơn. Nếu bạn muốn trở nên mạnh mẽ, thì xương giá là những thứ âm u và giá lạnh nhưng vẫn có thể thêu dệt nên gấm và hoa. Năng lượng tích cực là một loại sức mạnh giúp chúng ta đối mặt với mọi khó khăn trong cuộc sống, là sức mạnh giúp chúng ta hóa giải mọi mâu thuẫn và xích mích, là sức mạnh có thể mang lại hòa bình và hạnh phúc cho chúng ta, là sức mạnh có thể làm nên thế giới ngày càng tốt đẹp hơn. Mong bạn hãy trở thành một người tràn đầy năng lượng tích cực, lan tỏa lòng biết ơn với cuộc đời và tình yêu với cuộc sống. Bởi người có mang năng lượng tích cực thật sự sẽ mang lại ánh sáng cho chính bản thân họ. Thưa các bạn, chuyên mục văn hóa của chúng tôi đến đây tạm dừng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình tiếp theo.